Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. À giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không thể nào, Sư huynh không phải họ Chu sao? Người võ Chu dám động gã? 800 năm trước không ai dám động, hiện tại không được. Một đám cháu chắt bà bà, hạ giá quá lợi hại. Lão giả tóc xám lộn xộn nói, dâu dây bên dài bên nhắn, trên áo bào xám tràn đầy vết mỡ bẩn, thỏa mãn hình tượng thế ngoại cao nhân. Khấu giảng, Trong đêm đại hội giao dịch ma tu, hắc bạch song sát tàn sát toàn trường, chỉ có ba người còn sống, hai người khác là Lục Bắc cùng Chu Tề Lan sau khi rời khỏi hội trường khấu sản rút kinh nghiệm sương máu tu tiên giới chỗ nào cũng không an toàn nếu miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì không phải do lão mà do mọi người quá mạnh mẽ tìm nơi có ít tu sĩ hành tàu lão điền an toàn như vậy đề đã tới rồi võ chu có nơi nào tiêu chuẩn tu hành thấp hơn so với chữ châu sao có chính là đông vương quận đang kéo thấp tiêu chuẩn của chữ châu vì vậy khấu sản hấp tấp đi tới Đông Vương quận, sau một phen liều mạng tính toán, thành công lừa dối được sư gia, trở thành tiểu sư thúc mất tích nhiều năm của gã. Có thể làm lên sư gia, khẳng định không đần đi nơi nào. Thế nhưng khấu sản tính toán quá giỏi, ứng đáp trôi chảy mấy cái bí mật nhỏ. Sư gia nghe vào trong tay, thoáng cái điền mơ hồ. Ở trên núi huyền ưng mấy ngày, khấu sản liền nhiệt liệt làm sư thúc ngoại trừ hai lần xuất hiện với tư cách khách mời của sư gia thời gian còn lại đều có người hầu hạ ăn uống mỡ trên áo bào xám lại dày thêm vài phần cuối cùng càng làm lão cao hứng hơn là lão ở chỗ này tìm được cơ duyên của chính mình tìm được một vị đệ tử là tiên nhân chuyển thế truyền thừa lại có hy vọng quả thực là một sự tình rất may mắn của nhân sinh nhưng mà đồ nhi cây gì cũng tốt duy chỉ có một thứ không được tên quá dài vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe của nhà ngươi. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Chữ châu đã tạm thời không thể ở lại. Sư huynh của ngươi gặp rắc rối vô cùng có khả năng sẽ khai cho hai ta. Chúng ta tạm biệt địa danh này để tránh đầu sóng ngọn gió. Vì sư tính cho ngươi thêm một người sư huynh khác. Khấu sảng đắc ý nói. Hạ, vâng, tất cả nghe theo sư phụ hai mắt vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe của nhà ngươi tỏa sáng. Thế giới lớn như vậy, gã đã sớm muốn đi xem một chút. Nhắc tới cũng là không may, ngày đầu tiên tạo ơ cao đã sinh ra ở giã ngoại. Chưa chạy được hai biết liền bị sơn tặc đi ngang qua bắt đi. Đưa tờ cho một tờ giấy trắng và một cây bút kêu gã viết thư cho người trong nhà. Trời có mắt rồi, gã là một tên người chơi, đào đâu ra thân thích bản địa với thái độ cường ngạnh không phối hợp của gã liền dẫn tới bọn sơn tặc cường thế vây lại cho gã một ngày ba bữa không phải ăn cơm mà là ăn đập tuy nói bởi vì cơ chế bảo hộ trò chơi quyền cước trên thân đều không có sức đồng nhất, tương tự như gái ngứa vậy nhưng gã online là tới để tìm thú vui không phải để tìm hành hạ cái tài khoản này coi như phế đi tài khoản vừa tạo xong cũng không có gì ném đi cũng không đau lòng Gã ngay cả tên ID cũng đã đăng ký rồi. Vòi vòng phản sát bãi đỗ xe của nhà ngươi. Ngay lúc gã sắp offline, một lão giả ngoại hình khọm khẹm đi tới trước mặt gã. Song phương ăn nhịp với nhau, lập nên quan hệ sư đồ ngay tại chỗ. Ở trong mắt người khác khấu sảng có chút tố chất thần kinh, điên thiên khùng khùng. Nhưng trong mắt gã, khấu sảng chính là chuẩn xác miêu tả của thế mại cao nhân bên trong tiểu thuyết. Kiểu tóc này, dâu này, đạo bào rách nát này, còn có mùi vị trên thân, thỏa thỏa độc tình cả người say. Cái danh thế ngoại cao nhân chạy không thoát khỏi lão được. Biểu hiện của khấu sảng cũng không để cho gã thất vọng, dựa vào bấm toán chưa bao giờ thất thủ, duy chỉ có chút không tốt đó là quá thích trà vẻ. Nói chuyện một nửa lưu lại một nửa, nếu ai tìm thấy thầy tướng số khấu sảng có 50% mạo hiểm đạp phải mìn, việc nhỏ hóa lớn, chuyện lớn miểu sát, không có việc gì cũng biến thành có việc. Cũng may vấn đề không lớn, khấu sản chỉ có một người đệ tử là gã, vỗ vỗ bộ ngực biểu thị, đợi khi nhớ lại các loại công pháp tu hành, gã sẽ dạy lại như thế nào bói thiên mạnh. Phải nhanh lên, người chơi bên ngoài đều đã trúc cơ cấp 20 hết rồi. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe của nhà ngươi, nhỏ giọng thì thầm. Nhớ tới trận hơn nửa đêm tập kích vừa xong, trong lòng điền nở ra một trận nụ cười. Đám người chơi trước bị sư phụ tính ra hành tung, tưởng đã hạ độc thành công lại bị gã tinh chuẩn nắm chắc thời gian phục sinh tổ chức thành đoàn thể tới cửa cho không gian kinh nghiệm đáng tiếc gã còn là chữ trắng nếu không đợt sóng kinh nghiệm đánh chết này nói gì cũng sẽ không buông tha hai người xuống núi ở phía đông người qua đường ngang nhau không có gì lạ ghé qua đông vương quận đi tới biên giới huyền ưng sơn mạch đập thẳng vào mắt là một dãy núi xanh ngắt trùng điệp khắp đồi núi đều là rậm rì cây cối che phủ, xanh ngắt cao và dốc, hoa dại làm nổi bật. Trừ chủ phong sừng sững ngòi đen thì một mảnh sơn mạch xanh tươi dâm mát giạt rào tao nhã là một địa điểm tốt để đi chơi du ngoạn trong tiết thanh minh. Nghe nói 80 dặm hướng Tây có đường nước chảy ghé qua sơn mạch, những người câu cá cũng sẽ rất thích. Không tệ, Lục Bắc hơi biểu môi, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác ngọn núi này có chút sung túc linh khí hơn so với Tam Thanh Phong. Huyện ưng Sơn Mạch không phải là núi cao gì, thế núi xuống tương đối bằng phẳng. Chỉ có chủ phong là có hơi nhiều mỏm núi đá, dễ thủ khó công, sơn tạc chiếm giữ cỡ khẩu hiểm yếu. Từ trên cao nhìn xuống chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay là tùy tiện phát hiện mọi tình huống, chỗ sơn núi tại sơn trại trấn giữ đường nhỏ duy nhất lên núi. Nếu số lượng quan binh vây quét đông đảo, bọn sơn tặc có thể xuôi theo con đường phía sau núi nhỏ thông rong rút đi, xé chắn, ra lẻ, chia thành tốt nhỏ chạy ra khắp núi lớn mênh mông, đợi sau khi quan binh rời đi lại phản hồi. Nếu như quan binh tiểu trừ cũng chỉ là ra vẻ hời hợt vờ vịt, bọn sơn tặc liền đóng cửa không ra, cùng bọn họ diễn qua một trận là được. Nhưng cái này là tình huống lúc trước, hiện giờ bất đồng. Từ khi trùng thổ phỉ, Mã Phi thuê về một gia sư họ Chu. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, cuộc sống thường nhật của bọn Sơn Tặc liền càng thư thẳng lên. Sắc trời chưa hạ, vòng sáng hoàng hôn đỏ thấm phủ lên thông trung. Trước mảnh đất trống trên đại sảnh của Sơn Tại, chậu than đỏ và bó đúc giấy đen, mấy cái nồi lớn xì xào canh thịt, bọn Sơn Tặc đang tập trung ăn uống. Trừ tầm 10 người chịu trách nhiệm đi tuần, người còn lại đều đang uống chén rượu lớn. Trong trại, hai chiếc ghế bọc ra hổ trung thổ phỉ mã phi vũ cùng chu sư gia ngồi hai bên một người thân thể cường tráng ngũ quan thô cạch bưu hán một người cao lớn vạm vỡ rất có độ lượng à ê, sư gia ta trước kính người một đi à, tốt người cạn rồi ta tùy ý vậy sư gia giơ giơ lên tay đụng chén rượu ánh mắt một mực chưa từng rời khỏi sổ sách trước mắt mã phi thấy thế cũng không giận bọn sơn tặc đều cho rằng sư gia là do gã mời tới, nhưng thực tế là hoàn toàn trái lại. Gã có thể thành công vật mục, có thể phóng tay làm việc, toàn bộ đều nhờ công lao của sư gia. Hơn nữa tu vi của sư gia cao hơn gã nhiều, nếu thực sự động thủ, sư gia dễ dàng có thể đưa gã về ngục giam. Đối với thân phận con rối bên ngoài của mình, thực ra là chân chó, Mã Phi Vũ không thèm để ý. Chu gia Đông Vương quận một tay che trời, rất nhiều người muốn làm chân chó cho họ cũng không tìm được đường lối. Một sân tặc bước nhanh vào đại sảnh báo cáo. Sư gia cũng đã lục soát qua phía sau núi vẫn không thấy được sư thúc lão nhân gia của người. Mặc kệ, lão thần thần bí bí, không chừng ngày mai tiền tự mình xuất hiện. Chu sư gia khẽ lắc đầu, nói tới cái tiểu sư thúc thất lạc nhiều năm này. Gã không khỏi cảm khái năm tháng còn là con đau giết theo, giết đến gã lần đầu không nhận ra đối phương. <laughs> không biết lão tiểu tử đó học thuật bói toán từ chỗ nào Rất biết bói Chu sư gia lầm bầm lầu bầu Mã phi vũ đáp lời à, Sư gia không thấy bóng dáng sư thúc Sẽ không phải là chạy trốn rồi chứ Nói lời rượu gì đây Huyền âm ti mà thôi Một con chó do chu gia nuôi dưỡng Có gì phải sợ Bọn họ còn dám cắn chủ hay sao Chu sư gia khinh thường lắc đầu so với huyền âm ti tập kích càng làm gã chấn động chính là tiên nhân chuyển thế. Đã chết đi lại có thể sống lại, sống lại rồi lại chết, quả thực giống như quái vật. Thế nhưng... Không sao, ta đã truyền tin cho người nhà, bên đó chuẩn bị một chút, rất nhanh, sẽ có thể trèo đến quan hệ của tử vệ. Có tử vệ lên tiếng, chó con phía dưới không dám lỗ mãng. Chu sư gia không nói nhảm, trực tiếp cho mã phi vi ăn một viên thuốc an thần. Nhắc tới tử vệ, Chu sư gia hô to suối quẩy. Nguyên bản chữa châu địa bàn có ba tên tử vệ, quan hệ cùng đông vương phủ bọn gã cũng không tệ. Ngày lễ ngày Tết đều có lai vắng. Có cái tầng quan hệ này, bất luận việc lớn nhỏ huyền âm ti đều mở một mắt nhắm một mắt, đẩy bóng ra cho Hoàng Cực Tông. Bên Hoàng Cực Tông thì càng đơn giản, nghĩa phụ đại nhân chủ quản chữ châu họ chu, thỏa mãn là người trong nhà, chỉ cần Đông Vương Phủ không có ai làm ra mua bán tạo phản, cơ bản cũng chỉ là một lần răn dạy. Dù có trừng phạt cũng không gây tổn thương gân cốt, không chạm được xương. Hai bên đều có người, có thể nói là không sơ hở tí nào. Ai mà nghĩ đến năm nay huyền âm ti chữ châu điều động người vô cùng lợi hại. Năm trước điều đi một tên tử vệ, năm sau điều nốt hai người tử vệ còn lại cùng đi kinh thành. Mà hai gã tử vệ mới tới. Nghe nói một cái công tích chắc tuyệt từ cơ sở bình dân một bước bỏ lên. Cái khác thì có quan hệ ở kinh thành, được bệ hạ coi trọng, một đạo thánh chỉ trực tiếp thăng nhiệm lên tử vệ. Đông Vương Phủ cân nhắc một phen, quyết định trước tiên kéo quan hệ với người sau. Người phía trước xuất thân không quan trọng, vốn là một điêu dân, loại người này thông thường đều có tâm lý thù hằn với phú quý, tạm thời không dễ tiếp xúc. Qua một thời gian ngắn, đợi người xa đọa rồi, mọi người sẽ có chung đề tài. Một vị đệ tử phía sau thân phận giai cấp đã định trước mọi người đều là người cùng một đường. Rất có thể dễ dàng thông đồng làm vậy. Đại khái bao lâu có thể liên hệ được vị tử vệ kia? Mã Phi Vi truy vấn. Nhanh thôi, đã phái người chuyển giao lễ gặp mặt. Chu sư gia cầm lấy sổ sách tùy ý trả lời. Có việc này sao? Tại sao ta lại không biết? Lục Bắc Hiếu Kỳ lách mình đi ra khỏi phòng bình phong không để ý vẻ kinh hãi trên mặt hai người lấy ra lệnh bài huyền âm ti tử vệ sự tình hai người các ngươi đã phát sinh rồi chỉ có thể sống một trái chính mình chọn rồi làm đi trước khi tới sân trại hắn xuôi theo núi đi dạo một vòng hắn suy nghĩ nhiều nơi đây cũng không có hãm long trận nếu như thế cũng không cần điệu thấp hành động lộ ra thân phận rồi trực tiếp bắt người là được khi đang nói chuyện lục bắc quét ánh mắt nhìn về phía chu sư gia Bảo đan cảnh trung kỳ đại viên mãn cũng không phải. Cái này được gọi là sâu không lường được. Hắn khẽ lắc đầu để cho các vị tử sĩ hành động cẩn thận chút nhưng cũng không để cho bọn họ cẩn thận đến như vậy à. Đều do người chơi, lúc này mới tốn công phu vài ngày, ngay cả tử sĩ hung hãn không sợ chết đều bị bọn họ lây bệnh. Mã Phi Vi quá sợ hãi, đang muốn lấy đao chém người, nghe Lục Bắc tự giới thiệu, thân thể chấn động, hai tay buông xuống, tâm nhìn chuyển đến trên người Chu Sư Gia, Chu sư ra cũng sững sờ, sau đó chắp tay nói: "Hả, nguyên lai các hạ chính là Lục đại nhân, ngưỡng mộ đã đâu, ngưỡng mộ đã đâu. Tại hạ Chu Mẫn Hoàng, nhân sĩ Đông Vương phủ. Tu pháp kính huân, bang tề thế thịnh, thi lễ mẫn sùng, gia thành Úc Kim." Nhất mạch hoàng thất truyền thừa đến giờ chấp chính nhưng cũng tu tiên. Đế vương võ chu có chữ lót là tề, đông vương phủ vậy mà có tới tận tử tôn rồi có thể thấy được nhất mạch này xa đoạn đến bao nhiêu. Lục bác chắp tay đáp lễ, thời khắc không quên thiết lập người lễ độ đối xử với mọi người khách khí nói. Nói chưa xong, nói xong thì bắt đầu đi. Trên người ta xiềng xích không nhiều lắm, chỉ có thể mang đi một cái. Hai vị ai chết ai sống, chính các ngươi tự quyết định. Lục tử vệ tại hạ Đông Vương. Tại biết rõ, vậy thì như thế nào? Lục bác vẫy tay, không phải nói ngươi là một cái đông vương, cho dù là thân tỷ tỷ hoàng đế đến, lục mỗ cũng nói đánh là đánh, nói ngủ là ngủ. Đặt cái giá đấy ra đây làm gì? Từ vệ mới tới không dễ nói chuyện lắm, một bộ ngữ khí trung quân ái quốc, trong mắt chu sứ gia xem trường hẳn là tiền không đủ đi. Cái này gã quen thuộc, thêm tiền liền xong việc. Chu sư gia mỉm cười cho Lục Bắc một ánh mắt đều là người một nhà, từ ống tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu chậm rãi đưa đến. Đông Vương Phủ cần chính là quan tâm đến dân chúng. Xa gần đều biết, hương thân quê nhà đều vô cùng tán thưởng. Không biết lục tử vệ từ chỗ nào nghe được điêu dân dèm pha. Nhưng thanh danh là thanh giả tự thanh. Lấy bổn sự nhìn rõ mọi việc của lục tử vệ, chắc chắn Đông Vương Phủ sẽ không có gì lo lắng. Có ý gì? Hối lộ bổn tử vệ. Lục Bắc nhíu lông mày lại, có phần khinh thường, giơ tay tiếp nhận lấy ngân phiếu ở trước mắt hai người cầm xuống thấy thế chu sư gia cảm thấy đại định mã phi phi cũng nhẹ nhàng thở ra hai người liếc nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau vẻ vui vẻ lấy tiền là tốt rồi không sợ hắn tham chỉ sợ hắn giả thanh cao mới năm vạn không phù hợp giá thị trường à lục băng chật chật hai tiếng hắn là đứa bé ngoan tinh khiết như tờ giấy trắng nào hiểu được tri thức thâm sâu như phí ngậm miệng vậy chỉ biết là một trận hiểu lầm năm trước cùng huynh đệ chu gia đối phương liền rút năm vạn để cho gã không nói gì lúc này không giống ngày xưa thân phận của lục mũ hắn còn không có phần giống nhau song tu cũng đều là cấp bậc trưởng công chúa lấy năm vạn đi đuổi khách không khỏi có chút khinh người quá đáng à, lục tự vệ nói đùa một chút bạc vụn uống trà để làm dịu yết hầu mà thôi đồ ăn cứng rắn còn chưa bưng lên bàn đâu chu sư gia chắp tay cởi một cái trong sơn trại bát nháo toàn là chút ít người thô cạch không hiểu quy củ đã không có rượu ngon cũng không có ca cơ không bằng đi theo ta đến đông vương phủ chắc chắn có rượu ngon món non hào hào khoản đái Hờ, nói hay lắm nói thẳng hối độ không chút nào che lấp Bồn tử vệ nhớ kỹ những lời này lục bắc thoáng cái giơ tay nhét nhân phiếu 5 vạn lượng vào trong ngực có khoản tiền tham ô này tính là chứng cứ cùng nhau tịch thu Hờ, lục tử vệ vui vẻ là được mã phi vi cười làm lành nói gì cơ bọn tử vệ vui hay không không trọng yếu mấu chốt là nhị vị lục bác sơ tay đen làm tư thế xin mời bắt đầu đi trời sắp tối các người quyết định xong chưa đến cùng là chọn ai lục tử vệ nói lời này là có ý gì trái tim chu sư gia hồi hộp một tiếng thầm nghĩ người này lòng tham không đáy Cao mày nói nếu là công phu sư tử ngoạn chữ châu không phải chỉ có một mình ngươi là tử vệ đông vương phủ có thể có chỗ dựa của người khác. <laughs> người nói là người nọ hả? Lục Bắc kéo dài âm thanh, hai tay vẽ ra. Mẫu thân của y là nghĩa mẫu của ta, chúng ta là huynh đệ. Ta đi tiểu y nghịch bùn, cho y cùng ta có gì khác nhau. Lúc nói chuyện có phần bất đắc dĩ, không phải hắn ức hiếp người mà phía trên đúng là an bản như vậy. Sắc mặt chu sư gia tối sầm đi, đông cứng nói dù vậy chữ châu cũng không phải nơi huynh đệ ngươi một tay che trời Đại quản sự ở đại quán thắng quan Hoàng cực tông cùng đông vương phủ Không cần nhiều lời Hết hy vọng đi Lục Bắc trực tiếp cắt nhang Không sợ nói thực cho ngươi biết Lục mộ tới đây Địa chính là truyền lệnh Hoàng Cực Tông Đại quản sự lúc trước đã gấp rút Phủi sạch quan hệ Thân mình lo chưa xong Cứu không được các ngươi Chu sư gia càng nghe càng hoảng Tâm tư vừa loạn Thần sắc liền trở nên bối rối Ngược lại Mã Phi Phi đã nhận ra không đúng cười ha hả Hả? À, luật tự vệ thật thích nói đùa Giữa Hoàng Cực Tông cùng huyền âm ti Hiểu cũng hiểu Hoàng Cực Tông không có quyền lực chỉ huy ngươi Đúng rồi Tình hình trong nước võ chu có ở khắp nơi Huyền âm ti không thể nào có quan hệ mật thiết Cùng Hoàng Cực Tông Suýt nữa bị tiểu tử này lừa dối chơi đùa chu sư gia bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt nhìn lục bắc có phần bất thiện Ăn nói bậy bạ cục này cũng ra miệng được người này vì hối độ mặt cũng không muốn có lục bắc giơ tay lấy lên một mặt lệnh bài cùng lệnh bài huyền âm ti song song thắt ở đai đưng đã quen nói bản thân ta kiêm nhiệm hai chức vị quan trọng ngoài tử vệ huyền âm ti còn là thống lĩnh hoàng cực tông phía trước uh, xét nhà phía sau diệt tộc cộng lại chính là vừa xét vừa diệt người người Chu sư gia nhìn về phía hai cái lệnh bài, ánh mắt trừng càng căng tròn. Trong miệng thì thảo vô nghĩa, hô hào tuyệt không có khả năng, nhất định là hàng giả. Ta nói thêm một câu nữa, bên Hoàng tực Tông truyền lệnh hôm nay bất luận dòng họ, thổ phỉ trên núi đều phải chết một tên cũng không để lại. Chỉ có sư gia có thể sống được một cái mạng. Lục Bắc híp hai mắt lại, cười nhìn hai người. Ta mới đến nhìn ai cũng lạ mắt, dám hỏi một câu, hai vị Ai là sư gia? Ừ, ta, ta là sư gia, ta là sư gia. Chu sư gia bật thốt lên, vu khống. Người nói không tính, bọn tử vệ ngược lại cảm thấy vị tráng sĩ cao lớn thô cạch lưng hùng vai gấu này mới có tướng làm sư gia. Lục bắc cười ha hả nhìn mã phi vi khích lệ nói, à, Người thấy đúng không? Sư gia. Nụ cười hiền lành làm cho người như vác đau trên lưng, toàn thân mã phi vi ướt súng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bắp chân như đều nhũn ra liên tục gật đầu nói đại nhân nói rất đúng gã không phải dư ra ta mới phải người thối lắm họ mã muốn chết thì cứ việc nói thẳng ta thoành toàn ngươi Chu sư gia giận dữ giơ tay nắm lên cổ áo của Mã Phi Vi. Mã Phi Vi cũng kiên cường lên, cùng Chu sư gia đánh nhau một chỗ. Gã biết rõ Lục Bắc đang khích bác ly dáng, dương mưu không chút nào che lấp, chính là để cho hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Vấn đề là liếc mắt nhìn lục bắc vài lần, trong tâm của gã đều cảm thấy sợ hãi. Thực lực cảnh giới cách xa, cảm giác sâu sắc không thể địch lại. Chu sư gia liền thông giống, có thể vật lộn đỏ sức, không khó để chặt đầu tìm kiếm danh trạng, đổi một cái lập công chuộc tội. Về phần đông vương phủ về sau tìm gã tính toán, hoàng cực tông cùng huyền âm ti điên thủ, vận số đông vương phủ đã hết, đã không còn về sau. Hai người càng đánh càng hăng, rất nhanh liền thẳng đến tình trạng phá hủy cả phòng ốc. Lòng bàn tay gã khẽ mở ra, gạch đá xà gỗ đại sảnh sụp xuống. Lục Bắc điềm tĩnh đuôi ra bên ngoài phòng, hô hào các người không nên đánh nữa. Ở chớ tranh giành chớ nhau nhau, hai vị nhớ kỹ một câu cho ta, chỉ có cường giả mới xứng sinh tồn, người sống sót chính là sư gia. Nói xong gã mặt không cảm xúc chậm rãi đi tới một đám sơn tặc. Nhân số trên trăm, mỗi người đều trướng khí mù mịt không giống người đương thiện. Bọn sơn tặc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hiếu kỳ đi đến trước xem náo nhiệt. Có người còn bắt đầu cá cược xem sư gia và chạy chủ ai mạnh hơn. Một giây sau, kỹ năng mị hoặc mở ra, phán định thành công. Cảm giác áp bách giống như núi cao nặng nề cuốn ra. Trên trăm sơn tặc trợn trắng cả mắt té nhào trên mặt đất. Ngay sau đó khi khí thế hóa thành cảnh quét qua tàn trường, một cái không sót tất cả đều ngất đi. Trước lúc tới sân trại, Lục Bắc đã ngang qua Đông Vương quận, vội vàng thoáng nhìn thấy một góc của băng sơn. Không nói dân chúng nơi đây làm than, nhưng đúng là zombie khắp nơi. Trăm họ sinh sống nơi đây, trong mắt của bọn họ đều không còn ánh sáng, chỉ có vẻ chết lặng. Chủ núi huyền ưng sơn thì càng nát rồi, cẩn thận chạy hết một vòng, không phát hiện hãm long trận, nhưng bãi tha ma vùi thi thể thì tìm được mấy chỗ. Sau nhà giam sơn trại cũng chính là tầng hầm. Vô cùng thê thảm, không đáng bình luận, chỉ có thể nói nhân tính tàn ác được phát huy tới mức vô cùng tận cùng ở nơi đây. Có lẽ có sơn tặc do kế sinh nhai bị bức bách vào rừng làm cướp làm giặc. Chỉ cầu một bữa cơm no, không có làm qua sự tình thương thiên hại lý, giết toàn bộ có lẽ sẽ oan. Nhưng Lục Bắc rất khẳng định nếu cứ trong mỗi 10 người rút trong một tên may mắn Tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới Hắn cũng không có ý nghĩ đần đợt thẩm vấn Quá phiền phức Mang về huyền âm ti Sẽ có nhân viên am hiểu kỹ thuật cực hình Hào hào tiếp đái giờ tốt Đầu mất cái bác sứ Chết như vậy cũng quá thống khoái Sẽ lộ ra lão thiên gia rất không công bằng Nhưng tu tiên không phải như vậy Hắn vừa lầm bầm lâu bầu chu sư gia cùng mã phi vi đều đã liều mạng tới bước đường cuối cùng sự thật lại một lần nữa chứng minh không có tiền cũng đừng có tu tiên hai người tư chất bình thường chu sư gia sống tốt hơn không thiếu tài nguyên tu hành dù là ba ngày đánh hai cái rắm nằm ườn tu vi pháp lực cũng mạnh hơn mã phi vi lại thêm đan dược sung túc lại có một cái bảo y hộ thể rất nhanh điền ở bên trong rằng co chiếm được thượng phong một đao cắt đứt khoái đao của mã phi vi đánh người bị thương nặng. Mã Phi Vi rơi xuống hố sâu, đập đại sảnh, sơn trại thành phế tích, miệng phun máu tươi gắn nhấc nửa người, lui ra phía sau, đồng thời kéo một vết thương vô cùng thê thảm. Đã nói rồi, ta mới là sư gia. Trong mắt chu sư gia hiện lên một tia tàn khốc, lấy đao bước lên, muốn chém đầu Mã Phi Vi. Con chó dám cắn chủ, đáng chết. Bên tai kêu nhẹ một tiếng, Chu sư gia chỉ cảm thấy tiếng gió thổi qua, khóe mắt thoáng nhìn thấy bạch quang lóe lên, giữa lúc kinh ngạc trường đao dơ đên bị cắt thành hai đoạn. Tâm gã phát lạnh, cảnh giác nhìn Lục Bắc cười ha ha, không biết người này lại muốn đặt ra yêu cầu nham hiển gì. Sư gia, dưới đao lưu đại người, có chuyện gì từ từ nói, đánh đánh giết giết tổn thương hòa khí. Vừa nãy hai người các ngươi còn cùng một chỗ uống rượu đây. Lục Bắc khuyên bảo vừa cười vừa nói Theo truyền lệnh Trung thò Phỉ phải chết Nhưng bổn tử vệ cảm thấy Chết phân hai loại Một là A một tiếng điện không còn Đời sau lại là một cái hảo hán Một loại khác là A A hơn nửa ngày mới không còn Hối hận kiếp này là đầu hảo hán Nguyện đời sau chỉ làm heo chó Cầu tặc Giết người chỉ là đầu rơi xuống đất Nghe ý tứ của Lục Bắc trong lời nói đó Mã Phi Phi chừng mắt muốn nứt giống lên một tiếng tay cầm đao nảy ra chém về cổ. Một đạo bạch quang hiện lên, má Phi Phi nắm chuôi đao trống rỗng trên mặt tràn đầy dữ tợn đều là vẻ mờ mịt. Giỏi <laughs> cho một câu giết người chỉ là đầu rơi xuống đất. Lời này có lẽ không ít người đã nói cùng ngươi. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, thân hình biến thành bóng mờ, một cái chớp mắt bao phủ đỉnh đầu hai người. Hai người các ngươi đã phạm tội, cùng lục mỗ tới huyền âm ti, khoái hoạt đi. Trên không sơn chạy, Hai tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng. Bỗng nhân cuồng phong cào thét, kim quang tung hoành. Đại bàng cuốn cuồng phong, muốn nuốt người khắp núi vào. Vỗ cánh tạo ra gió lốc ẩn nấp vào đám mây. Một lúc lâu sau, một đám quần áo tà tơi, cả trai đẫn cái bước ra khỏi nhà giam. Thấy sơn trại bốn bề vắng lặng. Chỉ có hai nồi thức ăn lớn hầm cách thủy, đồng thời một loạt sông đen ăn đấu nghiến. Có thương gia, có dân, có con nít, có thịt. Nhiều ngày chưa từng được chắc bụng Đột nhiên ăn thức ăn mặn Phần lớn một đám người nôn mở liên tục Tiếp theo lại lần nữa ăn như hổ đói Đông Vương Phủ Lục Bắc như mèo treo tường sau Trong tay xoa xoa một thanh đại đao màu vàng Lần đầu làm việc trái với lương tâm Suy nghĩ một chút liền có kích động nhỏ Hắn không phải người thích nhiều chuyện Phía trên cho nhiệm vụ là chém giết thổ phỉ Lưu lại sư gia để răn đe nhưng tu tiên chính là phải để cho ý niệm trong đầu thông suốt. Ý niệm trong đầu không thông suốt, kể từ đó có tư chất như hắn. Con đường tu hành ngày sau cũng sẽ có phần khó khăn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ là một thanh kim đao xa xa châu đủ, loại chuyện lớn rơi đầu như tạo phản. Không có cái ngọc ấn truyền quốc, liền khó phục chúng. Lại nói, ngọc ấn tu tiên, à, khác chữ gì? Là nhận thiên mệnh hay vĩnh viễn trường tồn? Bề ngoài tờ thánh chỉ ban cho ta giống như không phải chữ như vậy. Hoàng đế có mấy kẻ ấn? À, khi nào về hỏi Hồ Tam, y hẳn là biết. Ừ, không sao, ta nghĩ ngã rẽ rồi. Ngọc ấn truyền quốc của Đông Vương Phủ bị hư một cái cạnh góc, phế một khối ngọc tốt tuyệt thế của ta. Được rồi, đợi lúc xét nhà rồi tính. À, còn công hoàng bảo, võ chu thờ phượng không thờ rồng. À, trên tạo hình bà nói, phía, phía trên là chim đường vân dập khuôn đại bằng của hoàng đế kia chắc có lẽ không bị người nhìn ra đi ờ, ta thử nghĩ xem làm cách nào một lần tăng mắc phần món ăn tạo phản lại có điểm này à, bạch xa thì coi như bỏ đi xa tỷ cung tiểu xa tỷ cho cái mặt mũi cả phòng bây giờ toàn là ánh sáng màu đỏ rồi lục bắc suy nghĩ, nghĩ lại quyết định mộc mạc một chút lên núi đào một tảng đá lớn đập một ngón tay tạo thành kiếm khắc xuống tám chữ to hoàng thiên đã chết Đông Vương Đường Lập. Chữ Châu, nhà Môn huyện Âm Ti Trong đại viện cao và rộng, canh giữ sâm nghiêm, gạch đá ngói gỗ tất cả đều đen như mực. Nhìn từ xa điền tựa như một ma quật hắc sắc, thật ứng với cái biệt danh của huyền âm ti, nhà môn hắc y. Ở trong phòng lớn, có bức sơn đồ mãnh hổ dài 3 mét chiếm ngang bức tường, khí vách uy nghiêm sống động, tự nhiên hình thành khí chất hổ khiếu sơn lâm, Nhược quải xâm lâm quần thú hiện Vẽ uy tri ước cũng không rành Bức họa này là hoàng đế võ chu Chu Bang Thuần lúc còn tại vị tự tay vẽ Lúc đó huyền âm ti cường thế quật khởi Lưỡi đao đứt qua đầu người đan đốc Mũi nhọn quá lớn Hoàng cực tông cũng phải nhượng bộ lui binh Được Chu Bang Thuần khen ngợi là nanh vuốt của trời Đương nhiên Địa phương chim cút cũng không có như chữ châu này Sẽ không đến mức Chu Bang Thuần Bang thưởng bức vẽ ngự bút Bước này chỉ là phòng vế phẩm, bút tích thực đang được treo ở Tổng bộ huyện âm ti ở Kinh Thành. Đồ dòm thì đồ dòm, những bức đồ dòm này cũng nhận được chứng thực cho phép của quốc gia. Lui một vạn bước, Mãnh Hổ vẫn thực sự là Mãnh Hổ, không phải là miêu miêu meo meo cái gì đó. Không giống ai kia vẽ phượng cũng được, vẽ ưng cũng ok, vẽ đều là gà con. Ở phía trước bức Mãnh Hổ hạ sơn đó là một bàn lớn phủ kiến tài điệu. Hồ Tam vô tình ngồi ở chủ vị, lười biếng duỗi lưng. Nhè, hôm nay khí trời thật tốt, nhàn rỗi không có gì làm. À, nhưng lúc như thế nên ở trên nóc nhà phơi nắng. Vị trí này nguyên lai like có ba gã tử vệ thay viên, nhưng hiện tại Hồ Tam và Hồ Tứ luân viên ngồi. Lại bởi vì Hồ Tứ chủ động dẫn binh đóng quân ở Tam Thanh Phong, cho nên một tòa trú quân to như vậy toàn bộ do Hồ Tam quyết định. Bởi vì nguyên nhân cá nhân khí chất nha môn Điền chớp mắt thay đổi. Một hạt túi dưa, một ly trà, ngồi ở văn phòng một ngày. Ngày tháng thật là tốt đẹp, cho ta làm thần tiên cũng không đổi. Không biết lão nhị nghĩ thế nào, ở trên toàn núi tàn tạ đó làm gì. Nơi đây cũng ta thông đồng làm bậy, tụng nhau bảy mưu ức kiếp cá thịt quê nhà. Chẳng phải là quá hay sao? Trước kia lúc còn là thanh vệ, Hồ Tam đã từng nghĩ muốn ngồi trên cái ghế này. Hiện tại đã được đặt bờ mông lên rồi, cảm giác cũng thấy bình thường nhớ lại vị trí tổng bộ huyền âm ty ở kinh thành những ngày vừa đêm làm tử vệ ngày tháng hồ tam đều buồn tẻ không thấy thú vị nhất là hai ngày vừa bắt đầu kia tài liệu công sự quá nhiều phải tra xét thành nhóm một mình y căn bản bận tối mặt phải chuyên môn thành lập một cái tiểu nội các đều là ba gã thành vệ tin tức tới xét duyệt tài liệu lần đầu tiên thì y sẽ đứng kiểm tra rồi sau đó ký tên đóng dấu nội các ba người được thành lập y cũng không còn việc gì nữa Thật ra không phải một chút việc đều không có. Lúc huynh đệ hai người chia cắt quyền lực, toàn bộ chữ châu phàm việc cực chân trải thì lục bác nhận hết. Hết tại việc tương quan tới nằm vùng thì Hồ Tam chịu trách nhiệm. Ở phương diện nằm vùng, Hồ Tam vô cùng coi trọng. Từ lúc y từ cơ sở đi đến, quanh năm phấn đấu nằm vùng ở tuyến đầu, biết rõ mạo hiểm của việc này lớn đến bao nhiêu. Cho nên đám thủ hạ của y đều yêu cầu rèn luyện chức nghiệp nằm vùng hàng ngày cực cao. Ngoại trừ nói sao nghe vậy, mỗi khi phát nhiệm vụ nằm vùng cũng sẽ đích thân xác minh một lần, khảo nghiệm khả năng ứng biến và mưu trí của đối phương khi hành động, cùng khi đến hiện trường. Đổi một bên khác, như nữ đặc công giả trang nữ tử phong trần tiềm phục trên người đại lão. Đại lão nhìn thấu nhốt vào tù giam, đối mặt với thẩm vấn hung tàn của địch nhân, nên trùm tình báo như thế nào để có thể thoát thân. Môn học này được Hồ Tam đặc biệt to trọng. Ngắn ngủi vài ngày, y đã sắm vai hơn 10 đại lão rồi, có một tiểu cô nương xinh đẹp bởi vì kỹ năng bình thường, làm y một đêm phải gọi 6 lần mới cho thông qua. Đại nhân tạo ăn uống, đừng giết ta, trên có lão mẫu giả 80 tuổi, dưới có. Người chồng một cái thông khoái, nam tử hán nếu nhanh một chút lông mày, cũng không phải là người làm gì, cởi quân làm gì, ta sai rồi, đáng chết, không nên đã. À. Tiếng ồn ào đánh vỡ im lặng, hồ tam nhíu mày đi ra ngoài phòng, hai tay vòng ra sau bước đi mạnh mẽ uy vũ, Quay đầu thấy một chim vệ thần thái vội vàng xuất phát, giơ tay ngăn nhờ đó lại. Ờ, cái kia tiểu trương tới đây. Hồ Tam gọi tới người trước mặt trong mày. Chuyện gì xảy ra? Ai bắt phạm nhân tới? Là đại án gì? Bẩm Hồ Đại Nhân là phạm nhân do Hồ Đại Nhân bắt tới. Là một đám sơn tặc, bộ dáng tiểu lưu không phải thông minh lắm. Trung thực trả lời. Ừ. Trên đầu Hồ Tam bay qua một rũi dấu chấm hỏi. Lúc nào tiểu tiểu mau tặc cũng có tư cách được vào huyện âm ti tra xét rồi hả? Đám này nếu còn sống trở về Chẳng phải có thể khoe khoang cả một cuộc đời Nghĩ đệ Tình huống thế nào Những sơn tặc này đắc tội ngươi sao Đại lao âm hàn Hồ Tam im lặng nhìn về phía trước Nho nhỏ một căn nhà tù Lớn cỡ bàn tay Đồng thời đứng ba người cũng chật Bởi vì lục bắc truyền lệnh đơn giản nhét vào mười tên Đừng nói nữa Thực sự đèn đổi Lục bác suối quẩy Đại ca người không biết ta bị người hành thích cái gì? Thằng xui xẻo nào không mở mắt vậy? Thi thể ở đâu? Kéo qua tao ngó xem Thi thể còn nguyên vẹn không? À à chính là cả Lục Bắc nhận ngón tay Hồ Tam nhìn lại Còn chưa thấy rõ vị tráng sĩ nào Bên tai lại nghe đến nhị đệ nhà mình ủy khuất kêu khổ Ê, Ta đến núi huyền ưng diệt sơn tặc Lộ ra lệnh bài tự vệ hảo tâm Để cho bọn họ đầu hàng Lục Bắc nói lầm bầm Nhưng bọn họ khá lắm Trên dưới 100 người bao vây quanh ta chẳng những không đầu hàng còn dám động thủ với ta nếu không phải tiểu đệ có chút thủ đoạn về sau sẽ không còn cách nào hiếu thuận Rình nghĩa mẫu nữa rồi hồ tam nghe vậy giận dữ một đám phế vật điểm vào việc ấy cũng làm không xong vậy mà còn không có một ai thành công lục bác khe xong trợn mắt cho hồ tam một cái ánh mắt hai người tìm nơi âm u hẻo lánh lốp bốp thường được đại ca người có biết đông vương phủ không ờ, có nghe qua bọn họ trong dặn người rồi hả Hồ Tam nhíu lông mày lại, thu hồi cử chỉ ngả ngớn nghiêm mặt. Đông Vương phủ cùng ba vị đồng điêu phía trước chúng ta quan hệ xa xỉ, hàng năm chuẩn bị không ít lễ vật, sau khi hai ta thượng vị một mực không tới bái phỏng. Có sao nói vậy, đơn thuần góc nhìn của người qua đường, đúng là nên giáo huấn một chút. tiểu đệ cũng thấy như vậy, hư không tưởng tượng gì nổi, không bằng giáo huấn nho nhỏ một chút, để cho bọn chúng một cái cơ hội làm lại người. Ý đại ca thế nào? Làm thế nào? Ê, thì thế này này, thế này này. Tại ách thống trị cần chính thanh niêm của Đông Vương Phủ, giao thông thuận tiện, Đông Vương quận chiếm cứ ruộng đất màu mỡ nhưng nhân khẩu đại khó khăn lắm mới đạt trăm vạn. Nếu xóa số người chạy nạn, số người có hộ tịch nhưng không có nhà, có đủ 50 vạn hay không cũng khó nói. Đây là một cái con số thấp đến kinh người, nên biết rằng Lục Bắc ở Đông Dương quận, lang du huyện An Tư Lạc Nghiệp tính cả thôn xóm phụ thuộc xung quanh nhân khẩu liền có 40 vạn. Ví như Lang Dụ huyện có một vị trí địa lý vắng vẻ, giao thông ra vào cực kỳ khó khăn, cũng đều có 20 vạn nhân khẩu. Đông Tệ quận Đại Thắng Quan thì càng không cần phải nói, là một huyện nhân khẩu vượt qua trăm vạn, mỗi phiên chợ thành phố trên đường xá đều vô cùng phồn vinh. Lấy huyện so với quận hạ thấp miểu sát thượng cấp, Đông Vương quận dĩ nhân nát đến vật tận gốc, không đổi thuốc mới không thể quản lý. Lục Bắc trái phải nói ra tình hình Đông Vương quận, Hồ Tam nghe xong trực tiếp nhíu mày. Nhị đệ không tệ, giác ngộ rất cao, cũng biết thu nạp làm dân cho mình dùng. Ê, lời này của đại ca sai rồi, tiểu đệ không ôm trí đớn như vậy, lấy lòng dân làm gì? Lục Bắc nhìn chung quanh một chút đắc ý, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỉ thích nhìn người khác gặp đen đuổi. Ai mà không phải chứ? Hồ Tam cười hăng hắc, à, nói đi, hiện đệ định xử lý thế nào? Hai mấy cái đầu, kiếm bao nhiêu bạc? Quan với tiền nhầm có ba bó đuốc, y và nhị đệ cộng lại là sáu bó. Tình thế loại thường không chịu nổi, đông vương phủ có uy danh đủ phóng khoáng, coi như vừa vặn phù hợp một nửa. <laughs> à, đại ca, người xem tiểu đệ từ hậu hoa viên của đông vương phủ đào lên thứ gì? Lục Bắc há mồm phun ra kim đao, ngọc ấn cùng với một khối bia lớn có khắc chữ Đông Vương Đường Lập. Hồ Tam hít vào một cái khí toàn nấm mốc trong nhà giam. Kim đạo, ngọc tỷ, đây là tội lớn bưu phạm, chu gì tam tộc à? Còn không phải sao Sự việc rất lớn cho nên đặc biệt thương lượng với đại ca ừ, Đợi chút Ngọc tỷ này sao lại là ngọc tỷ trắng Chứ ấn đầu Hồ Tam giơ tay lên hô ngừng Chỉ vào tấm bia đá im lặng Còn cho tảng đá lớn này Kim đào cùng ngọc ấn to như xong Một tảng đá lớn như vậy một chút bùn cũng không có Xác định là vừa đào lên Ê, Nó đúng ra thì còn chưa vùi vào đi Đại ca nghe nói chuyện ra Nói cái rắm Hồ Tam điên cuồng trợn mắt Tào Phản đã trong tôi tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đông Vương Phủ cao thấp mấy trăm người, tính cả ba tộc. À, như vậy, chỉ tính nhất mạch Đông Vương Phủ này, trọn vẹn hai ngàn cái đầu. Lão đệ, người ra tay có chút ác rồi. Người không ác, đứng không vững. Lục bác cười lạnh ba tiếng. Dù sao cũng có đắc tội, không bằng đắc tội đến chết. Bọn họ chết sạch, ta liền an tâm ngủ. Ừ, có đạo lý. Nghe nhị đệ nhà mình nói có lý có cứ, Hồ Tam không cách nào phản bác, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi nói nếu như ta đoán không sai lão đệ lần đầu làm loại sự tình vu oan mưu phản này đi đại ca sáng suốt tiểu đệ tự biết mình là người chính phái không làm việc được với trái với lương tâm à, cho nên à, chuyên tới để thỉnh giáo người à, bao trình người ta ở ừ, lúc nào xuất phát cái này không vội ít nhất cần thời gian 3 ngày hồ tam nhẩm tính một chút bổ sung làm việc chậm nhưng tính kế kim đao có thể lấy ra dùng nhưng ngọc ấn cùng hoàng bào coi như là lão ca ta cũng phải tìm chút thời giờ. Ở tốt nhưng mà trước đó đại ca ngươi phát cho ta cái nhiệm vụ đi. Loại nhiệm vụ có trên danh sách đó. Dỡ cho quý gì? Ta chỉ là một người góp vào. Làm sao lại thành chủ mưu rồi hả? Hồ Tam giận dữ. Đây là tiết tấu để cho y vắt đỉnh nồi chứ còn gì nữa. Hình nhiều chuyện. Nhìn người kinh sợ kìa. Ta tự mình tới. Đại ấn nhà môn ở đâu? Lục Bắc dầm gì đứng lên. Giận dữ mắng mỏ Hồ Tam không hề có đảm đương của huynh trưởng nhanh chóng đi đến văn phòng của nhà môn. Hôm nay hắn muốn ban bố nhiệm vụ cho chính mình. Tam Thanh Phong vị trí giữa sườn núi, 120 người tề tụ, nhân thủ là một bộ ngân vệ huyền âm ti, cộng thêm với một thanh đao chế tạo kiểu mới. Thế nhưng khí chất của những người chơi vô cùng nổi trội, tuy mặc cầm bào hoa văn thượng đẳng nhưng vẫn tạo ra cảm giác giả mạo vô cùng. Các anh em, chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Đây chính là một lần nhiệm vụ đoàn đội quy mô lớn nhất từ khi Open Beta đến nay. Ở ờ, đúng vậy, địa phương khác đều không kiếm ra. Hạnh phục rất đẹp mắt, đợi chút nữa ta tranh thủ làm rơi mất, như vậy đèn không cần trả lại. Quần áo thật là phong cách, nhưng chính là lúc mặc vào quá phiền phức. Ờ, quần áo thời xưa đều là lúc mặc vào rất phiền phức. Hôm khác ta vẽ một bộ trang phục cho hiệu trưởng xem qua. Nếu thành mọi người liền đưa số đo bản thân đặt theo yêu cầu, về sau không cần mặc cái này nữa. Hành phục kiểu nào? Âu phục kính châm bao tay trắng. Ừ, có chí nhưng mà nơi này là tu tiên giới như thế có quá khác biệt hay không chọc không trúng điểm yêu thích của hiệu trường thử xem đã chỉ cần nói là phong cách của tiên giới thần phật đầy trời đều mặc như vậy không chừng hắn liền đồng ý đợi chút các người không phát hiện vấn đề gì sao cái gì các người nhìn phi toa bên kia bốn chiếc chỉ có thể chở hơn 40 người nhưng chúng ta chọn vẹn có hơn trăm người sân đất trống Tù sĩ cùng người chơi riêng phần mình đều đi đến phi toa. 30 tên tử sĩ chen đấn vào một cái, 120 tên người chơi cùng nhau chia sẻ hai chiếc khác. Dư lại một chiếc phi chu là phương tiện đặc biệt của hai vị tử vệ đại nhân. Có thêm 5 tên thư ký đi theo, lúc xét nhà chịu trách nhiệm ký sổ nhập sổ. Lúc Hắc mặc cầm bào hoa văn đen, ông tay áo có ba phần đạo tử văn, trên đai lưng đuộc ngự đao, áo choàng đen toàn thân, từ một tiểu bạch kiểm điền biến thành một bộ dáng của tên tay sai thâm niên của triều đình. Cùng hắn đứng sóng vai chính là Hồ Tam, quần áo trang sức không hề khác biệt. Ngự đao cùng kim đai cũng không ngoại lệ. Đừng hỏi. Có hỏi thì chính là đệ đệ, thì đại ca nhất định phải có. Không cho liền ôm đùi mẫu thân khóc, hai tử gào khóc đòi ăn sữa, gào thét thêm vài lần, cái gì cũng có. À, nhị đệ, nhà môn bên đó đã vào vị trí, chỉ cho ta và người chỉnh diện. Hồ Tam chỉ vào người chơi đang lên xe, mặt đầy hắc tuyến. Bên này thì sao? Lúc trước mặt trời xuống núi có thể xuất phát sao? Xét nhà là một môn kỹ thuật sống, nhất là đại nghiệp lớn như Đông Vương Phủ. Có đạo là thôn nhỏ đào ba hang, nếu không thể một mẻ hốt gọn để cho ba đến năm tên đệ tử chạy đi kinh thành cáo trạng, thì sẽ lại nảy sinh một đống chuyện phiền toái. Hồ Tam bỏ ra thời gian ba ngày bài binh bố trận, nhà môn huyện âm ti dốc toàn bộ lực lượng khống chế chế tạo toàn bộ giao thông yếu đảo của đông vương quận theo dõi nhất mạch tiểu gia tộc của đông vương phủ phân tán bên ngoài đặc biệt là ba người nắm quyền quận trưởng quận úy quận giám lưới vây trong vòng một đêm đã được trải rộng ra chỉ chờ mũi tín hiệu là nhổ tận gốc nhà mạch đông vương phủ không cần mặt trời xuống núi tiềm lực con người là vô tận thể chất cũng không thể quơ đũa cả nắm đại ca ngươi làm không được không có nghĩa rằng bọn họ không làm được Sắc mặt của Lục Bắc ngưng trọng, nhìn các người chơi bắt đầu nhét lên xe, trong lòng không khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ a. À. Không có ý tứ gì khác, chỉ cảm thấy thú vị. Phi toa đón khách lại nhỏ số lượng chỉ nhét đủ từ 10 tới 30 người đã cực kỳ miễn cưỡng, ở uh, nhét 60 người. Đây là hành vi khiêu khích trần trụi đối với cực hạn của nhân loại. Như vậy tưởng tượng, kết cấu lập tức lớn lên. <laughs> không nên chen lấn, không nên chấp từng người tới, Bên trong còn rất nhiều chỗ trống Còn có thể thêm 30 người nữa <laughs> van cầu người bỏ qua cho ta đi Ta vẫn còn là con nít Không cần nhiều đại bố ích Nhìn xem bên đó Người ta tiên thiên cảnh cũng không nói gì Đó là tử sĩ có thể so sao Cầm miệng nói nhảm nữa Đừng làm nhiệm vụ đi công trường chuyển dạch. Người chơi đối với người chơi tàn nhẫn nhất Vĩnh viễn không phải là NPC Mà chính là người chơi bởi vậy bốn cái chân chó nhận được nhiệm vụ của Lục Bắc tuyên bố yêu cầu nhét 120 người vào hai chiếc phi toa lập tức vui vẻ lĩnh mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. 11 giây trước còn đang toe thét cười cùng mình, cái gì mà phú quý chớ kên quên bạn, có kinh nghiệm mọi người cùng nhau kiếm, vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ. Sau một giây, cầm được chút quyền lực lập tức thành chó của người ta, trừng mắt cư xử lạnh nhạt với hảo huynh đệ. Một chút tình cảm ngày xưa cũng đều không để ý, Thấy bốn tên tiểu nhân đắc trí cản rỡ, đám người chơi còn lại mắng chửi kêu gào sẽ không để yên việc này. Nhào nhào suy nghĩ sau khi nhiệm vụ kết thúc cố gắng ôm thật chặt đuôi của cao hiệu trưởng để lúc có nhiệm vụ đoàn đội trở thành đội trưởng cấp 1 trên người đến lúc đó. Một ngày khi quyền lực vào tay giết hết tẩu tặc đã từng ức hiếp ta. Bốn cái chân chó vô cùng nhiệt tình nhét sau 120 người và hai chiếc phi chu nho nhỏ hấp tấp đi đến bên người đục bắc hoàn tất nhiệm vụ. À, tốt lắm ta lại cho các ngươi một cái nhiệm vụ à, hiệu trưởng ngài cứ nói là lên núi đào hay xuống biển nữa à, xuống núi là được lục bắc chỉ mình và hồ tam ta cùng đại ca còn thiếu tòa kỹ để cưỡi bốn người các ngươi xuống chỗ thuê xe ngựa dưới chân núi thuê hai con ngựa cao to một chút à, cái này hiệu trưởng nhét ngựa vào đâu buộc trên phi tòa sao nói cái gì ngu ngốc thế <laughs> phi toa bay cao như vậy đuôi ngựa lên đền bị dọa mềm nhũn thì ta cũng đại ca cưỡi cái gì Lục Bắc khẽ lắc đầu chỉ cho con đường sáng. À, hai chiếc phi toa còn chỗ trống, chen lấn một chút không vấn đề gì lớn. Đi về nhanh về nhanh, chớ chỉ hoãn hành trình. Hồ Tam không hiểu vì sao Lục Bắc ưa thích làm khổ thủ hạ tiểu bà tiểu đệ như vậy. Ca không hiểu là đám người kia cũng không phải tử sĩ, bị làm khổ như vậy nhưng rõ ràng vẫn không bùng nổ phản kháng. Hình như còn có chút thích thú. Nhưng cái này là tiên nhân chuyển thế gì chứ, là không được ở giữa tiên giới nữa mới bị ném đến nhân gian đi nhưng bất quá chỉ trong chốc lát hai con ngựa chiến liền thở hồn nền chen đến phi toa bốn cái chân chó cũng thả thân trùng kích cùng nhau chen đi vào cửa phi toa đóng lại phi toa run rẩy nào đó tại chỗ sau một hồi lâu mới dần nổi lên lục bác gật đầu thầm nghĩ nguyên lai like thực sự có thể cùng hồ tam leo lên phi toa thư ký đưa hồ sơ lên hắn đọc qua nội dung nhanh như gió Chu gia Đông Vương Phủ ở đất phong kinh doanh 800 năm, phú quý vô biên, nhưng bổn sự tu tiên một đời không bằng một đời, bổn sự khuyển phụ không có hổ con, một đời béo tròn nhanh hơn một đời. Thân thể tròn, thân thể béo cũng đều được thành lập trên mồ hôi và nước mắt của dân. Riêng là hành vi phạm tội có thể điều tra của 10 năm gần đây liền càng là tội lỗi trồng chất, như những cái theo thời gian dần biến mất không thể nào khảo chứng liền tảng nhiều. Ba vị tự vệ lúc trước không thể chống lại sự hấp dẫn của tiền tài, ngã xuống dưới một viên đạn bọc đường, che lấp rất nhiều hành vi phạm tội cho Đông Vương Phủ. Nhưng ba người bọn họ cũng không phải không có một chút đầu óc nào, vừa thu hối lộ, vừa lưu đại át chủ bài Trung quân Ái Quốc. Sau khi Hồ Tam nhận chức, lấy quyền hạn tử vệ đào hồ sơ ra. Không nhìn, càng xem càng trướng khí, ta đây còn sống, muốn sống thêm hai năm. Lục Bắc khép lại hồ sơ để cho thư ký đảm bảo an toàn, nếu mà mất đi, dùng đầu ngươi làm bồi thường. Thư ký biểu thị hồ sơ này chỉ là bản phụ, hồ sơ chính lưu trong nhà môn, không có chút sơ hở nào. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi xong tập số 59 của bộ truyện Tú Tiên chính là như vậy. Giờ mình xin phép kính chào hẹn gặp lại vị bạn trong tập sau.